Hello mọi người, rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình ngày hôm nay. Thì trong video lần này thì mình không có đua cái top ở bên cụm nhân đế này, nhưng có nhiều bạn inbox mình kêu mình review cái cuộc đua giữa hai ông có thể nói là VIP nhất cái cụm từ cụm số 1 đến cụm số 100. Đó là chính là cuộc đua của Max và Vision. Vision đó mọi người ha. Một ông top 12 và một ông VIP 12 và một ông VIP 13. Thì đây là một cái cuộc đua nhân đế thôi. Cuộc đua nhân đế, nhưng mà mọi người thấy đây. Ông Max này là ông Max này là ông đã lên tới bao nhiêu nhỉ? Tăng 30 tỷ thế lực các bạn. Tăng 30 tỷ thế lực. Và bây giờ mình thấy thì hiện tại là vẫn còn tăng thêm đó. Vision đây đang top 2 17 tỷ thế lực các bạn. Lên được 17 tỷ. Và cái ông Tống Ca top 3 lên tận 9 tỷ 780 thế lực. Rồi VIP 4 5 tỷ 820 nghìn thế lực, 820 triệu thế lực. Khủng khiếp các bạn. Chỉ là một cuộc đua bình thường thôi mà có thể là bằng nhiều bạn chơi nhiều cái 10 năm như ông này nè. Như nội lên 30 tỷ thôi. Như cái của mình 1 năm là mình lên chưa tới 1 tỷ. Mà ông lên 30 tỷ là bằng mình chơi bằng 30 năm mới lên được. Khiếp không ạ? Nhưng mà có một cái rất hay ở đây, mọi người thấy. Mọi người sẽ đi vào xem cái top tiêu hao nè. Tiêu hao. Mọi người vào xem tiếp tiêu hao để mọi người xem là những cái app này họ đã đọc bao nhiêu sách, rồi tiêu bao nhiêu năng lượng và bao nhiêu nguyên bảo mọi người ha. Đây, nguyên bảo. Max đã tốn khoảng 1 triệu 2 kim nguyên bảo bạn. 1 triệu 2 kim nguyên bảo. Trung bình một gói 6.800 kim nguyên bảo. 6.800 kim bảo. Mọi người lấy nè, 1 triệu 2 à, chia cho 6.800 kim bảo là 176 gói nhân cho 2.199.000 một gói. Là gần 400 triệu các bạn. 400 triệu. Kinh không? Ông Honey này cũng phân nửa, là cũng tầm 200. Quá kinh. Rồi mọi người xem tiêu hao năng lượng. Oh my god, 2.142 tỷ bạc. 2.142 tỷ bạc. Là cái này là phải nâng tướng lên 500 thì mới có thể sử dụng hết số tiền này nha mọi người. Hoặc là thông thương. Không, nếu mà mình nghĩ là không thông thương đâu. Tại vì thông thương thì đâu lên thế lực. Nên chắc chắn là cái ông này là ông Max này là ông đang lên tướng level 500. Hình như tướng lên level 500 là đến 1.000 mấy tỷ các bạn. Mình không nhớ tại vì mình chưa biết. Mình đoán tầm đó thôi, 1.000 mấy tỷ bạc. Rồi tiêu hao cuộn cường hóa. Chỉ tiêu có 361 cuốn thôi các bạn. Nghĩa là không đập sách. Không đập sách mà lên nhiều thế lực vậy thì chắc chắn là sẽ gả con các bạn. Gả con ấy, liên hôn ấy, chắc chắn luôn. Tiêu hao đen. Kiếp 42.356 thế lực các bạn. Và ông Honey 6.525. Vậy là mình có thể chắc chắn một điều là giữa ông Max và ông Honey này là nuôi con lên và gả qua lại với nhau. Chắc chắn luôn bạn. Chắc chắn luôn. Qua lần qua xem liên hôn đây. Nè, hai ông là liên hôn ngang ngửa nhau. Đây, một ông là 202, một ông là 180. Là hai ông này liên hôn qua lại với nhau các bạn. Có cái thế lợi liên hôn rất có nó. Tại sao lại gả con? Tại vì thân mật, mọi người xem á, thân mật á. Này, thân mật này. Thân mật Max lên tới 1.180.000 điểm thân mật. Thì mình tính nè. Thì với số cho cái con thân mật của Max là 500.000 điểm thân mật là cao nhất đi. Mà một cái con 50.000 điểm thân mật là nó rơi vào tầm khoảng 1 triệu năm thế lực các bạn. Là nghĩa là 500.000 thì nuôi con đó lên là khoảng 15 triệu thế lực. 15 triệu thế lực. Đấy, 15 triệu thế lực cho một lần gả con. Thì ở đây bao nhiêu lượt gả nha, quên rồi. Liên hôn 202 lượt gả. 202 lượt nhân cho 15 triệu thế lực là khoảng 3 tỷ à. Vậy là mới 3 tỷ à. 3 tỷ. 3 tỷ cộng thêm cái số lượng mà lên năng lượng không nhiều, nhưng vậy là chắc chắn là cái
hồng nhan thân mật của Max này là đẻ con nhiều hơn, nhiều khi là 15 hoặc là 20, 30 triệu thế lực một con đó các bạn. Kinh không? Khi mà mọi người chơi mà hồng nhan á, thân mà càng cao mà mình sủng hạnh con đó, nó con đó con hồng nhan mình đẻ con ra là cái thế lực rất là cao các bạn. Tại vì cái con hồng nhan của mình hiện tại là 25.000 thế lực mà mình đã sủng hạnh nó ra thôi là đã nuôi con được hơn 1 triệu thế lực rồi. 1 triệu, 1 triệu 2 thế lực rồi. Nó phụ thuộc và tùy vào level cái con nữa, 30, 40 hay 50. Ok, đây có thể nói là một bên đây chơi rất là hay, gã con. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái server của Vision là server 59. Server 59 nè mọi người ha. Này, mình coi top lane server. Max hiện tại là đang dẫn đầu với 46 tỷ. Rồi Vision dẫn thứ hai là 28 tỷ, tiếp theo là Tống Ca, server 59 có hai người. Một ông 18, một ông 28, một ông 14. Coi bên đây có phải là gã con giống như server 79 hay không. Mình chỉ còn 1 phút là biết kết quả thôi các bạn. Hơi khó lật ngược cho Vision và team Tống Ca. Bên đây cũng xài rất là nhiều, Vision là xài cũng khoảng 1 triệu thế lực các bạn. Rồi ngân lượng. Ngân lượng thì xài ít hơn Max phân nửa. Rồi đâu coi. Cường sách cường hóa. Sách cường hóa không xài luôn các bạn. Vision không xài sách luôn. Không xài sách luôn. Gã con không xài sách luôn. Tiêu hoa đan 32.000, 32.000 đan là thua mắc tới hơn 10.000 lần. Rồi lần liên hôn. Liên hôn, liên hôn nhiều hơn. Liên hôn nhiều hơn. Gần gấp đôi. Liên hôn nhiều hơn gần gấp đôi nhưng mà cái số lượng thế lực nâng tăng lên thì ít hơn các bạn. Tăng lên thì ít hơn. Có thể là do thân mật, mình sẽ đem coi điểm thân mật của Max là bao nhiêu ha. Để tăng điểm của Max đâu. Mình phải về, mình phải coi cái xếp hạng. Rồi thân mật. À, Max thua tới 500 điểm thân mật các bạn. 500k điểm thân mật. Vì vậy nhưng mà bù lại cái ông Tống Ca thì cao hơn cái ông mà bên kia, cái ông mà hỗ trợ mắc gã con ấy. Ok, bây giờ mình sẽ coi tới bao nhiêu rồi. Cuộc đua đã kết thúc rồi bạn. Bây giờ mình sẽ không không qua được nữa. Ê, không qua được. Ở đây trong chiến trường yêu hậu thì Max cũng đã chiến thắng Vision với tỷ số 600.000 và 400.000. Max đã chiến thắng đế, trung đế các bạn. Mình đang rất là hồi hộp coi cái tranh bá thế lực này. Rồi phải đợi 5 phút nữa. Phải đợi 5 phút. Nhưng mà mình coi ở đây rất là nhanh các bạn, mình sẽ xem ở đây. Tổng thế lực nè. Lead server thì Vision đã không thể nào lên được nữa. Thì chắc chắn là Max đã giành chiến thắng rồi bạn. Giành chiến thắng rồi. Max tăng một lần 30 tỷ. Tăng 30 tỷ. Mình không thể nào tưởng tượng được. Tăng 30 tỷ thế lực chỉ trong một cuộc chiến thôi. Và chỉ gã con. Chỉ gã con. Thì mọi người nói là gã con thì cái thế lực nó ảo. Thế lực ảo. Nhưng mà có một cái lợi thế nhất định các bạn, nghĩa là cái số lượng mà mình thu ngân lượng nè, là mình tiêu hao lúa, tiêu hao lính nè, nhiều hơn rất 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 là nhiều đấy, nhiều hơn rất rất là nhiều đấy. Nên nó là trong những cái điều, tuy là nó cái thế lực ảo nhưng mà nó hỗ trợ rất là tốt đấy, nó hỗ trợ rất là tốt trong quá trình mình đua mấy cái top phụ ha. Khá là ngon, không không ảo đâu các bạn. Nó như là tuy là nó không cộng võ, không cộng võ vào tướng thôi, không cộng vào đem võ thôi, còn chính trị, mị lực rồi trí lực là nó đều cộng hết. Đây, mấy cái đó nó rất là ngon.
mình nếu mà mình chơi cùng server với ông này thì mình cũng gắng cố gắng vào team với ông này để mấy ông lâu lâu gả cho mình vài vài đứa con, gả cho mình vài đứa con để mình tận thu. Khiếp thì các bạn, quá khiếp. Mình gắng đợi một hai vài phút để mình để cho mọi người xem ha, khá là ngon. Mình sẽ chuyển về server 79. Mất thắng rồi. VIP 13 các bạn. Mình sẽ không nói giá trị con ạc này ở đây. Mình sẽ không nói giá trị con ạc này ở đây. Tại vì giá trị bao nhiêu thì chị chủ ạc mới biết được thôi. Hiện tại VIP 13 là VIP nhất của game của cụm Việt Nam hiện tại. Bên cụm Mỹ, bên Trung Quốc thì có VIP 14, VIP 15 rồi các bạn. Và Việt Nam mình được hai ạc VIP 13 là một bạn bên Thiên Long bên 144 hay gì đó. Rồi thêm Max là VIP 12, VIP 13. Còn Vision mình chắc cũng nghĩ cũng sẽ gần lên VIP 13 rồi đó bạn. Quá ngon, 47 tỷ thế lực. Kiếp thì chứ. Mọi người, các anh lớn vẫn chưa đọc sách. Mình sẽ nghĩ là sẽ có một cuộc đua hoàng đế để đua về đọc sách các bạn. Thường là đọc sách là sẽ lên trí đế. Nhưng mà mọi người ở đây là mọi người chỉ gả con để đua thế lực thôi. Sách thì mọi người chắc chắn sẽ để dành để đọc để đua trí đế rồi. Thì lúc đó mọi người sẽ thấy được là cái số lượng mà mọi người, hai các top đọc sách có thể là lên 10.000 sách hoặc là 15.000 sách hoặc là 20.000 sách các bạn. Rất là khủng khiếp. Quá khủng khiếp các bạn. Mình gán đợi 50 giây nữa để mình xem xếp hạng của cả cụm Lee server này ha. Honey chỉ cần gả con thôi mà lên 5-6 tỷ tế lực các bạn. Quá ngon. Nghĩa là ông Honey này ông nuôi con lên gả qua bên kia, rồi mắc nuôi con gả lại qua bên này. Ví dụ như ông Honey này ổng nuôi được con 15 triệu, ông Mắc thì nuôi con 30 triệu thế lực, thì gả qua đây thì ông Honey sẽ cộng được 30 triệu thế lực và Mắc sẽ cộng được 15 triệu thế lực, gả qua gả lại. Khá là ngon các bạn. Quá quá ghê, quá khiếp, quá khiếp. Đây, mình xem top hạng đây. Vision ở phút cuối thì gán lên được được 200-300 triệu thế lực gì đó. Còn Max thì 30 tỷ 850 triệu thế lực các bạn. Mình không thể nào tưởng tượng được. Mọi người thấy có sự chênh lệch rất là lớn giữa bốn ông top đầu và top 10 và số phần còn lại các bạn. Ông Càn Long này cũng VIP 10. Nhưng mà ở đây không cuộc chơi không dành cho Càn Long rồi. Ở đây cuộc chơi dành cho Max và Vision thôi. Ok, mình xin tạm dừng video tại đây nha mọi người ha. Sau khi xem xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, subscribe. Rồi mọi người có yêu cầu kẻ thế lực hoặc là nhờ nạp mốt game thì hay gì đó thì có thể liên hệ với mình theo thông tin mà mình ghi ở phần mô tả trong video á, qua Zalo, Viber hoặc là Facebook. Và hy vọng là mọi người sẽ đón chờ những cuộc chiến tiếp theo giữa Max và Vision trong cuộc đua đọc sách lần tới ha mọi người ha. Mình nghĩ cuộc đua đó khá là hay tại vì nó sẽ thiên về ai số lượng sách nhiều hơn và ai may mắn hơn các bạn. Cái cuộc đua đó cũng khá khá là hay đấy. Ok, chào tạm biệt mọi người nha.